Trong cơn bĩ cực, khốn khó của người nghèo, thì những bữa cơm từ thiện luôn là sự hỗ trợ thiết thực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Xuất phát từ sự tử tế, sự yêu thương cộng đồng của những người làm từ thiện ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, những quán cơm 2.000 đồng đang hàng ngày góp phần chia sẻ, làm vơi đi những khó khăn của bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh và lao động phổ thông trên địa bàn. Nằm đối diện nhau trên đường Phùng Khắc Khoan, gần Trung tâm Huyết học tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An, quán cơm Yên Vui mở thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn quán cơm 2.000 đồng của Tổ Thiện Tâm 2034 Lê Huân mở thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Cứ đến giờ quy định, rất đông bệnh nhân người nghèo lại xếp hàng lấy số thứ tự để vào ăn cơm. Với giá chỉ 2.000 đồng, song các bệnh nhân người nghèo đến đây đều được ăn những suất cơm ngon với đầy đủ các món ăn và đảm bảo chất dinh dưỡng. Người ta phấn khởi, riêng bản thân tôi cũng phấn khởi. Bởi vì người ta chữa bệnh ở đấy thì có nhiều tiền lắm. Với lại thời gian đi lâu dài, do đó thành tổn tiền, mà có cơm ăn thì từ thiện thì người ta phấn khởi. Tôi đang điều trị ở bệnh ung bướu, thì tôi ăn cơm từ thiện đây thì thấy cảm thấy rất ngon. Phục vụ của các nhân viên ở đây rất nhiệt tình với người bệnh. Cái quán này mở ra thì ý nghĩa tài trợ cho những người bệnh nghèo khó rất là có ý nghĩa. Ngay sau khi hai quán cơm này ra đời, rất nhiều người với tâm nguyện góp sức nhỏ giúp đỡ các bệnh nhân người nghèo đã tự nguyện đến để phục vụ tại các quán cơm mỗi khi có thời gian. Nhiều đơn vị nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí cho các quán bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi tuần thì nấu một bữa phát cho các khách hàng ở đây. Hơn nữa là trong cuộc sống rất là nhiều người đang khó khăn, mỗi người bớt chút một ít để chia sẻ thì sẽ tạo nên một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hoạt động từ tháng 11 năm 2020 đến nay, trung bình mỗi buổi, hai quán cơm này đều phục vụ từ 100 cho đến 150 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư, truyền máu tại các bệnh viện và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị và các nhà hảo tâm với tâm nguyện sẻ chia, làm vơi đi những khó khăn cho những người yếu thế. Quản lý với hai chi phí chỉ 2.000 đồng thực ra là để cho mọi người khách hàng, mọi người dân là họ vào ăn cơm, họ vẫn trả tiền nhưng họ vẫn được phục vụ giống như họ đi ở các quán 20.000, 30.000 bình thường. Chứ để cho họ thoải mái khi ăn ấy, chứ mình nếu mà trao suất ăn miễn phí thì họ sẽ mang cảm giác mang ơn đấy, mang nợ là họ cũng sẽ không thoải mái. Để mà duy trì được cái lâu dài ấy, với lại để cho mà phục vụ bệnh nhân nghèo mà hoàn cảnh khó khăn á, thì là rất nhờ sự chung tay của xã hội đấy. Nhà chị đấy cũng toàn tất cả là thiện nguyện hết, kể cả sinh viên, kể cả các bà thế này, nhà chị cũng bận công việc lắm, nhưng mà vì nói thật ra là vì là tất cả thương quá những cái mảnh đời người ta là khó khăn, là người ta là chia sẻ với cộng đồng chút chứ vô cùng thương. Thời gian hoạt động không lâu, song ý nghĩa từ những suất cơm 2.000 đồng đã mang lại cho các bệnh nhân và người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất lớn. Đây là nguồn động lực tiếp sức họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.